Bao nhiêu đúng rồi? Bánh này cỡ nhiêu ký nè? Mất cũng cũng bình. Ôi ôi. Ôi nè. Ừ. Cả trời trời ơi. Trời ơi dính. Này trẻ mệt luôn. Cái này chắc cần gần chục ký hơn á nhỉ hả? Này chục ký hơn. Rồi ấm chùi đi. Ấm chùi đi. Nó xé cho miếng nhỏ ra. Trời ơi, làm gì? Dao này bén chẻ ngon. Ừ, gặp mấy dao lục là thôi khỏi luôn rồi đó. Xin đâu, khi ngồi làm chơi. Mít này chắc 10 kg á, ha. Chắc cũng phải đó. Có 10 ký á. Không tới. Tới sao không tới? Ok 3 ký. 3 ký. Thường á. 6 ký ờ. Cả chục ký á chứ sao. Chục ký á. Sẽ ở đâu luôn. Này để hộp lại luộc ăn ngon lắm đó. Không biết cá cuốn không? Gì? Không biết cá cuốn không? Cuốn chắc được cá. Ừ. Sẽ anh Tư đi đưa cá cuốn. Đưa cho mình. Cái mà cầm, cái tổ rồi quá vậy. Ngon rồi nè. Ngon từng sớm mít luôn. Muối nó bự luôn. Mũi cắn chân kìa nhí. Nhí mũi cắn chân bên kia nhí. Ôi trời. Nó ngon. Sao bị chạy đi. Để trên bàn kia cắt đi. Để nó rớt uổng á. Yeah. Đúng rồi. Chào bác em. Không phá từ lửa hả? Không phá nó cũng lâu không lâu. Đau. Đau. Mặt thế à? Thank you.
vừa ăn, không ngọt lắm. Chị giờ để tôi bún một cái nha. Ừ. Bún. Mới chín tới hả? Cây mà ngon ha. Bao đó, bao thuốc đó. Mất rồi, mất nhà mà. Ngâm con nhúng cái gì đó. Miếng này ngon kìa. Nam Dũng bán mít nha. Bán rồi, bán rồi. Ngọt ngay ngất luôn á nhí. Hay nhất, thì mới ngon nhất, bắp bắp thì mới ngon nhất. Nè, đó. Bình hả, hết rồi luôn á. Cái của ai? Mèo. Ừ. Không chứ.